Stop. Rồi, ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì sẽ là cái clip thứ hai trong series 4 cái clip về 4 tộc của tựa game Đại Chiến Samurai anh em nhé. Hôm nay tộc sẽ là tộc Oda. Tộc sẽ là tộc Oda, gửi đến anh em review anh em cái tộc Oda của cái arc này. Con arc này thì hiện nay đang ở cái server S2 với lực chiến là 5 triệu hơn 2 anh em nhá. Level 67, con arc này thì mình bận một bạn Gen Tùng, một cái bạn mà cũng hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái việc arc để mà làm các cái clip về cái tựa game. Cảm ơn bạn Gen Tùng rất là nhiều đã hỗ trợ mình có cái con arc này làm clip review cho anh em nhá. Đầu tiên là về cái đội hình, sâu chủ yếu là đội hình cho anh em thôi. Con arc này thì hiện nay main đã lên đỏ rồi anh em, full bộ trang bị cam, full hiệu quả bộ đó, full hiệu quả bộ. Con này thì đang thức tỉnh được 1 sao rồi anh em. Ở đây thì đã tu luyện 4 để mà lấy cái hiệu quả kỹ năng của cái phần tu luyện đó. Main thì hiện nay đang sở hữu cái thời trang đó chính là mát sư để mà có thể là hồi máu cho đồng đội em nhá. Tiếp theo sẽ là vị tướng đỏ Lâu Bu. Con này thì sở hữu một cái trang bị đỏ, một cái bảo vật đỏ. Rồi ok, vậy là full duyên anh em ạ, vãi xoài nha. Con Lâu Bu này full duyên rồi, với kiếm diêm long và bát chỉ kính. Đó, ba trang bị còn lại thì là full bộ với ba món hiệu quả. Con này thì với cái phần tu luyện, chúng ta đang ở cái tu luyện 5, thức tỉnh level 9. Nếu đối với những cái arc mà nó không dư giả ra thì cái việc tu luyện đến cái level 9 này là tối đa thôi. Còn nếu mà để mà dùng một cái vị tướng đỏ để mà nâng cấp nó lên 1 sao thì khá là chát anh em ạ. Vị tướng này thì Lâu Bu này sẽ kết hợp với Aosora, một cái vị tướng đây, Aosora chúng ta ở dưới này, đây con này Aosora, bộ kỹ năng kết hợp rất là đẹp. Vị tướng này thì sẽ có cái kỹ năng hồi máu cho chúng ta. Team thì hiện nay đang nuôi hai bớt, một bớt main hồi máu và một bớt main le le anh em ạ. Rồi tiếp theo là chúng ta đến với cái vị tướng đỏ thứ hai, đó chính là Hidi. Hidi thì nay đang sở hữu bộ trang bị mới có 3 cái món đồ để mà có cái hiệu quả thôi, còn thêm một cái đai nữa. Con này thì món bảo vật duyên phận của nó rồi, có cái cờ hỏa sơn công cộng 15. Ok, thức tỉnh thì đây 1 sao rồi, lùi hẳn lên 1 sao luôn. Con này thì tu luyện 6 em nhá. Vị tướng này thì sẽ kết hợp với le le. Đây, vị tướng này sẽ kết hợp với một cái vị tướng hồi máu, ra cái bộ chiêu thức cũng rất là phê. Trong cái arc này thì có con
có cái con tướng Oichi này này, cái con tướng không có cái kết hợp với bất kỳ cái vị tướng nào cả, nó sẽ có cái bộ kỹ năng riêng và nó sẽ có cái sức mạnh riêng. Con này thấy đánh đau vãi xoài các bạn, đau cực kỳ luôn. Một cái bảo vật đỏ, con này có duyên phận hay không? Rồi ok, vậy là Vân Kiếm công cộng 15 gắt đấy. Tiếp theo chúng ta đến với Yasora, kết hợp với tướng đỏ Lubu của chúng ta. Con này thì trang bị không có gì để nói cả. Tu luyện cộng 4 để mà lấy cái lộ khí đầu này. Con này cũng tu luyện 4 để lấy lộ khí đầu. Thức thần thì arc này đang có con Kappa. Con này gây sát thương vật lý nha anh em. Đây là cái dàn tướng trợ trận. Dàn tướng trợ trận ở đây thì mình nhớ không nhầm là nó đã full rồi anh em. Dàn tướng trợ trận ở đây đã full toàn bộ rồi, không thiếu một cái nào cả, hiệu quả duyên full hết. Rồi ok, như đầu cái clip anh em đã xem rồi thì cái sức mạnh của cái arc này nó rất là đáng nể, với cái bộ hiệu ứng kiên niên liên kết kỹ năng rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng vào phần đấu trường xem là cái con arc này đang ở cái top bao nhiêu. Hạng 27 à? Hạng 27 5 triệu 2. Chúng ta đánh một cái arc 5 triệu 3 thì thế nào? いきますよ。いきますよ。や。邪魔よ。や。や。受けるがよい。 情けない。敗北は死だぞ。お前の戦闘データは解析済みだ。行くわよ。行きますよ。や。や。邪魔よ。 Thua rồi, team mình thua rồi anh em. Nó chênh lệch nhau hơn 100.000 một chiến các bạn. Rồi thất bại, vẫn còn mình một con mình con main vẫn giết được ba con tướng còn lại anh em nhá, nhưng mà vẫn thua. Dàn trang bị rất là nhiều những cái dàn trang bị cam. Pháp bảo ở đây có 1, 2, 3 3 cái pháp bảo đỏ. Chắc kiếm cũng vất vả vãi xoài đây anh em. Tướng đỏ của chúng ta thì nó lại có thêm những cái trang phục. Để mà sở hữu được những cái trang phục này chúng ta mất cái linh ngọc cũng như cái mảnh. Cái linh ngọc của chúng ta kiếm ở cái phần nạp anh em nhá. Nạp hình như là 500 hay sao, nó có nghìn cái linh ngọc đó gì cả. Con main Lubu này nó không, à cái con tướng đỏ Lubu này nó không có cái trang phục anh em ạ. Duy nhất có cái con Hidea này thôi.
tức thần cái arc này có hai con Kappa và con Aldan này, một con hồi máu, một con sát thương vật lý. Trận hình chiêu phúc này của chúng ta đã mở được điểm 248, mở được 55/96 rồi, mở 55/96 rồi anh em, song thủ tất cả cộng 800. Con ác này đang VIP 6, dư còn 10k kim nguyên bảo nữa. Nạp cũng ối ối rồi đấy anh em ạ. Top của cái server S2 này đang là 33 triệu. Vãi xoài. 33 triệu 1, 2, 3 tướng đỏ, một thần thức đỏ 4 sao. Gắt thật anh em ơi. Main thì chúng ta thì lên cái level 80 hay là 75 gì đó nó sẽ mở cái cánh, và nó mở cả thú cưỡi nữa, mà không biết cánh với thú cưỡi sẽ kiếm như nào. Rồi ok, đó là cái clip ngày hôm nay review cho anh em cái con Dark Team Oda đó. Anh em nào có thắc mắc gì về cái đội hình Oda thì có thể là comment phía dưới video, cũng như là inbox trực tiếp anh Gen Tùng với cái link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Anh em có thể hỏi anh ấy cái cách mà build đội hình Oda. Rồi ok, hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh cũng như là like và share clip này để ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye anh em.